Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam. Khi mà đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi thì trước hết hy vọng các bạn đã có một cuối tuần vui vẻ. Và mỗi Chủ nhật đây chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là trong tuần này có những cái sự kiện gì lớn. Chúng ta cũng sẽ xem coi là có những thông tin gì lớn cuối tuần này các bạn. Và có một cái bài nghiên cứu đến từ châu Âu các bạn và bài nghiên cứu này đã không có được tốt cho crypto. Ngay sau đó ngân hàng trung ương của châu Âu lại dùng bài viết này để mà tấn công thị crypto các bạn nhưng mà thường nghĩ là họ không hiểu mình đang nói gì <laughs> tại vì họ nói là giá Bitcoin đó có thể lên tới 10 triệu đô euro các bạn. <laughs> không phải là thường nói mà ngân hàng trung ương châu Âu nói điều đó có thể xảy ra. Để thường chia sẻ với các bạn các bài nghiên cứu này và các bài nghiên cứu này nó cũng không có phải là lo logic lắm đâu để thường chia sẻ để mà hiểu rõ hơn. Tại vì đây là một cái thông tin lớn cuối tuần này Thùng muốn dành thời gian này mình chia sẻ với các bạn Cũng như là Thùng muốn dành thời gian để mà nói với một cái khái niệm Đó chính là Fed Chúng ta hay nói tới tin tức Fed trong thị trường này Thì nó là gì các bạn và nó có ảnh hưởng tâm lý hay nào Và chúng ta đương nhiên sẽ cùng nhau chung bình giá theo demo Thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với tình hình của thị trường hợp đồng tương lai ở Hoa Kỳ Tại vì chứng khoán đã mở cửa các bạn cho Futures thì chúng ta nhìn thấy được là cả ba hợp đồng future thì bây giờ đó thì đang xanh nhẹ một chút chúng ta có cả ba tăng khoảng chừng là 0.1% phần trăm hợp đồng của vàng đó thì vẫn đang rất là cao các bạn hơn 2.700 đô cho một ounce vàng 2.738 đô và nếu chúng ta nhìn vào cái lối đi của vàng với lại cái cách đi giá của bitcoin đó thì nếu chúng ta nhìn vào trong vòng khoảng chừng hai ba năm qua đó thì có một cái hiện tượng đó chính là vàng thường phá đỉnh trước rồi sau đó bitcoin theo sau các bạn và nếu là như vậy đó thì gần đây vàng đã liên tục phá đỉnh thì Bitcoin bây giờ ở mức là hơn 63.000 đô khi mà thường làm video này chúng ta cũng không cái định mới bao nhiêu xa đâu tôi chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn chúng ta có thể nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì bây giờ vẫn dưới 70 đô các bạn. Có thể là nó mức thấp trong vòng 2 năm qua rồi. Và chúng ta đương nhiên muốn giá dầu tiếp tục ở mức thấp các bạn tại vì chúng ta không muốn lạm phát tăng nó sẽ ảnh hưởng đến chiến lược giảm lãi suất của những hàng trung ương. Chúng ta có thể nhìn thấy được là giá của Bitcoin đó thì cuối tuần này cũng khá là im lặng nhưng mà khi mà hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ mở cửa đó thì rất rõ ràng đã có, có sự ảnh hưởng đến giá, giá nó thay đổi lập tức các bạn. Từ cái mức là khoảng 68.500 đô 700 đô đã, đã tăng tới cái mức là 69.482. Bây giờ đó thì cũng cỡ đó các bạn 69.302 Thì rất là rõ ràng chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin phản ứng Sau khi mà hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ mở cửa Điều này là điều mà thông cảm thấy là nó rõ ràng trong vòng mấy tuần qua Có một tác động nào đó đến từ Hoa Kỳ Mặc dù đó chỉ là thị trường hợp đồng tương lai mà thôi Tại vì chứng khoán đó, thì ngày mai sáng mới mở cửa Nhưng mà thị trường futures đã mở cửa rồi Và giá Bitcoin đã phản ứng Chúng ta có thể nhìn thấy được là ngay bây giờ chúng ta còn 10 ngày nữa là kết thúc tháng 10 các bạn Kết thúc October Thì chúng ta nhìn thấy được là năm nay đó thì hiện bây giờ chúng ta đang chứng kiến là giá tăng 8.9%. Chúng ta vẫn còn 10 ngày nữa thì đương nhiên trong vòng 10 ngày chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và đương nhiên chúng ta cũng có thể thấy là giá giảm nhưng mà chúng ta vẫn có khả năng thấy giá có thể tiếp tục tăng trưởng trong vòng 10 ngày còn lại và cho chúng ta một cái October như là mong muốn các bạn. Và không chỉ là chúng ta thấy giá Bitcoin tăng khoảng chừng là 1.4% so với ngày hôm qua, cả thiên crypto đó thì vốn hóa cũng đã tăng gần 1% các bạn. Thì bây giờ vốn hóa đã hơn 2,5 nghìn tỷ và cũng là một ngày rất là xanh tươi cho cả thiên crypto các bạn. Và Thần cũng đã có một cái bài bỏ phiếu cuối tuần này Chúng ta sẽ nói về kết quả ở trên X, ở trên Twitter và kết quả của trên Telegram Tại vì đây là hai cái kênh mà có nhiều người bỏ phiếu nhất Thì tổng cộng đã có hơn 2.700 bạn bỏ phiếu trên X các bạn Thì câu hỏi là từ đến cuối năm giá Bitcoin sẽ ra sao Thì phần lớn các bạn, hơn phần nửa đó Nói chúng ta sẽ thấy cái đỉnh mới Ở đây cũng là kết quả ở trên Telegram các bạn Hơn 5.600 bạn đã bỏ phiếu Và 55% nghĩ là chúng ta sẽ thấy đỉnh mới Từ đến cuối năm và thật ra đó cái đỉnh mới có thể xuất hiện bất cứ ngày nào tại vì ở à, cái mức giá bây giờ là 69.360 đã là cái mức giá rất là cao trong lịch sử của Bitcoin rồi các bạn và chúng ta cũng thấy được là Bitcoin đúng đã qua có cái mức này hồi tháng 3 nhưng mà trong thì rất là ngắn mà thôi và cái mức giá cao nhất lúc đó là khoảng 73.800 đô thì đâu đó ở mức này các bạn có nghĩa là giá Bitcoin chỉ cần tăng khoảng chừng là 6% nữa thôi thì sẽ đạt được cái đỉnh mới và các bạn có biết là giá Bitcoin có thể tăng hơn 6% một ngày cũng là điều chúng ta thường thấy. Cho nên nếu như mà mình không muốn đó, thì có thể đạt định mới bất cứ lúc nào. Cho nên cái việc đạt định mới là cái chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Và chúng ta nhìn thấy được là cái phần chăm lớn thứ nhì đó đó chính là rất nhiều bạn nói là đang ho đồ coi thì bây giờ thì đương nhiên chúng ta cũng thấy được là rất nhiều Orcoin cũng đã không có theo kịp từ Bitcoin ngay cả Ethereum cũng như vậy thì thùng cũng hiểu là cái cảm giác các bạn khi mà chúng ta nhìn thấy được giá Bitcoin tiếp tục tăng lên và bây giờ rất gần đỉnh rồi trong khi mà nhiều altcoins vẫn bị bỏ lại phía sau các bạn giống như chúng ta nói tới Ethereum đi Ethereum là cái đồng lớn thứ nhì mà chúng ta nhìn thấy được là cái mức giá bây giờ là 2760 đương nhiên cũng đã tăng trong vòng một năm qua các bạn nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái mức giá cao nhất của Ethereum đó thì là 4878 878 đô thì cái mức giá bây giờ so với lại cây đỉnh của năm 2021 còn một khoảng cách rất là xa đối với Ethereum và nhiều đồng khác nó cũng tương tự như vậy thì cái đó thương hiểu các bạn cho nên tâm lý của các bạn nên là không được vui hiện bây giờ nhưng mà thuần không thể nói riêng về một cái crypto nào nói chung đó thì nếu như mà chúng ta muốn thấy all coins có thể đạt đỉnh mới và đương nhiên thủ nói tới là cả thị trường all coins nói chung chứ không riêng một cái đồng nào thì chúng ta muốn thấy bitcoin tiếp tục tiến tới các bạn tại vì khi bitcoin đến một mức nào đó khi mà những nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin họ cảm thấy là cái khả năng tăng lên cao nữa đó không còn nhiều thì có thể là chúng ta thấy hiện tượng chốt lời từ Bitcoin và tiền có thể đổ vào altcoins đó là cái hiện tượng xảy ra trong vòng bao nhiêu chu kỳ qua các bạn và đương nhiên khi mà thị trường Bitcoin bắt đầu sôi động trở lại thì chúng ta mới thấy được là những người mới đó mới có hứng thú đi tham gia vào thị trường này các bạn và không biết mức nào mới khiến cho mọi người xong trở lại tại vì nói thật đó, hồi tháng 3 khi mà giá Bitcoin phá lên cụ đỉnh mới đó nó khiến cho mọi người rất là bất ngờ tại vì thường là chúng ta không thấy hiện tượng nó xảy ra cho đến khi mà có Bitcoin hạ bình rồi phải đợi 6 tháng thì lúc đó giá Bitcoin mới có thể là tăng lên và đạt đỉnh mới. Đó là những chu kỳ trước đó. Lần này đó đây là cái lần đầu tiên mà chúng thấy được là giá Bitcoin đạt đỉnh mới trước khi mà có hai bình khiến cho rất nhiều người đó rất là bỡ ngỡ các bạn và lúc đó thị trường nó cũng sôi động nhưng mà chúng ta không thấy nó sôi động giống như là hồi năm 2020 khi mà giá Bitcoin đã phá đỉnh của đỉnh mới hơn 20 000 đô cũng có thể là tại vì chúng ta cần phải thấy Bitcoin phá được một cái mức giá nào đó nó là mức giá tâm lý trên thị trường tại vì thường cảm thấy là 20 000 đô là cái mức giá tâm lý rất là nhiều người họ không tin là Bitcoin có thể trở lại cái đỉnh cũ vào năm 2017 tại vì mọi người nghĩ đó đó chỉ là một cái hiện tượng gì đó xảy ra mà thôi Bitcoin chỉ là nhất thời chứ giá Bitcoin không khi nào mà đạt được mức 20.000 đô một lần nữa cho nên khi mà giá Bitcoin đạt được 20.000 đô đó khiến cho nhiều người họ cực kỳ hào hứng các bạn và dẫn đến rất nhiều người mới tham gia vào thị trường này còn về Bitcoin bây giờ thì sao các bạn tôi nghĩ là một cái mức giá mà nhiều người đang nhìn đó chính là 100.000 đô Tôi nghĩ nếu như Bitcoin đạt được 100.000 đô sẽ khiến cho mọi người sẽ cực kỳ sôi so động các bạn có thể khiến cho những người mà họ không có lòng tin là Bitcoin có thể đạt được cái mức 100.000 đô đó là còn một cái mức giá có thể nói là tâm lý các bạn có thể dẫn đến nhiều người mới tham gia vào thì một số người đó cũng sẽ tìm tới Allcoins vì họ nghĩ họ đã bỏ lỡ cái sự tăng trưởng của Bitcoin rồi và Allcoins là cái cơ hội để họ có thể kiếm được lợi nhuận thì dù sau đây nữa đó nếu các bạn đang lưu trữ nhiều Allcoins thì bạn vẫn muốn thấy Bitcoin tiếp tục tiến tới tại vì Bitcoin là đồng dẫn đầu của cả thị trường này Chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái sự kiện kinh tế lớn trong tuần này các bạn. Và những ngày bên dưới này ngày mà theo ngày Hoa Kỳ thì tuần này đó nói chung có rất nhiều quan chức của Fed phát biểu. Không có sự kiện lớn nào trong lịch trình của Hoa Kỳ trong tuần này nhưng mà chúng ta có quyết định về lãi suất từ ngân hàng trung ương Canada và ngân hàng trung ương của nước Nga các bạn. Và chúng ta bắt đầu từ ngày mai ở Hoa Kỳ đi, chúng ta sẽ có chủ tịch khu vực của Fed ở Dallas là Lloyd Logan phát biểu. Chúng ta có chỉ số dẫn đầu kinh tế Hoa Kỳ, chúng ta có chủ tịch khu vực Kansas City của Fed Jeff Smith sẽ phát biểu và chúng ta có chủ tịch khu vực của San Francisco của Fed đó chính là Mary Daly phát biểu đó là ngày thứ hai chúng ta cũng có một số những cái chỉ số liên quan đến kinh tế ở Hoa Kỳ nhưng mà thường cũng không nghĩ những cái số này có sẽ ảnh hưởng lớn đến giá cả đâu các bạn chúng ta cũng sẽ nói tới ngày thứ ba đó thì có chủ tịch khu vực ở Philadelphia của Fed là Patrick Harker sẽ phát biểu ngày thứ tư đó chúng ta có thống đốc Fed là Michelle Bowman phát biểu và ngày thứ tư đó thì tôi nghĩ đây là cái sự kiện mà nhiều người quan tâm nhất đó chính là báo cáo Facebook của Fed đây là báo cáo về điều kiện kinh tế hiện tại trên 12 khu vực của Fed xem có tình hình như thế nào. Tôi nghĩ đây là cái thông tin mà nhiều người chờ đợi nhất. Chúng ta có quyết định lãi suất của ngân hàng trung mương Canada vào ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Ngày thứ năm đó, chúng ta có báo cáo về con số đơn xin việc làm thất nghiệp lần đầu. Đây là cái chỉ số chúng ta có hàng tuần. Xem coi tuần này là chúng ta sẽ có cái con số như thế nào và thường nó đây cũng là một con số mà ảnh hưởng đến giá cả các bạn và chúng ta có phát biểu của chủ tịch khu vực Cleveland của Fed đó chính là Beth Hammack và chúng ta cũng có hai chỉ số liên quan tới dịch vụ và sản xuất của Hoa Kỳ. Thứ nhất đó là cái chỉ số PMI dịch vụ. Đây là cái chỉ số mà những cái người mà họ phụ trách về nhập hàng đó, về những nơi cung cấp dịch vụ thì cái số lượng đơn hàng đó có tăng hay là không và sản xuất cũng tương tự các bạn những người mà họ chuyên về nhập hàng để mà sản xuất thì họ có nhập nhiều hàng hay là không. Đây là một cái chỉ số cho chúng nhìn thấy được là cái tình hình dịch vụ sản xuất của Hoa Kỳ như thế nào và đây cũng là một chỉ số có thể ảnh hưởng đến giá cả cho nên chúng ta sẽ quan tâm đến những chỉ số này và ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ là chúng ta có chỉ số tâm lý người tiêu dùng số liệu cuối cùng có nghĩa là chúng ta thấy được là mỗi tháng đều có chỉ số tâm lý người tiêu dùng và nó sẽ được điều chỉnh nhưng mà đây là cái con số cuối cùng quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương nga cũng sẽ diễn ra vào thứ sáu thì nhìn chung các bạn thấy được là chúng ta cũng có một vài những cái chỉ số không phải là những chỉ số lớn ảnh hưởng nhiều đến giá cả như là CPI hay là liên quan đến à, cái phần trăm lãi của Fed nhưng mà chúng ta cũng có một vài những cái chỉ số có thể khiến cho thị trường có lòng tin hơn về hạ cánh mềm hay là họ sẽ mất lòng tin tại vì tình hình kinh tế đã tệ hơn. Chúng ta sẽ phải chờ xem coi là những thông tin tới như thế nào. Nhưng mà đây là những cái sự kiện lớn trong tuần này mà tôi muốn gửi đến cho các bạn. Chúng ta cũng có cái thông tin cuối tuần này thì Michael sailor đương nhiên các bạn đều biết đây là chủ tịch của Michael Strategy đã khuyến nghị các công ty lớn nên đầu tư vào Bitcoin để tăng vốn hóa và bảo vệ tài sản khỏi lạm phát. Ông cho rằng nếu Apple đầu tư 100 tỷ đô la vào Bitcoin thay vì mua lại cổ phiếu thì giá trị vốn hóa công ty có thể tăng 1-2 nghìn tỷ đô la. Xây là dự đoán Bitcoin có thể đạt được 13 triệu đô la mỗi một đồng trong 24 năm tới và kêu gọi các công ty đã tận dụng lợi ích mà Bitcoin mang lại. Thì trước hết đó, các bạn cũng thấy được là về việc một công ty tức là Bitcoin đó, ảnh hưởng đến cổ phiếu điều này chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều lần rồi. Cổ phiếu của MicroStrategy thì các bạn nhìn thấy được đó, đã tăng 241% để lần lập lại cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng 241% trong vòng từ đầu năm tới bây giờ mà thôi các bạn trong khi Bitcoin tăng chỉ có khoảng chừng 60-70% mà thôi nghĩa là cổ phiếu của chỉ tăng hơn gấp 3 lần Bitcoin các bạn rất là kinh khủng luôn và liên tục đạt đỉnh mới gần đây chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu của Apple hay là Tesla đó thì nếu như mà họ tiếp tục tích lũy thì ngoài việc là chúng ta thấy được giá Bitcoin có khả năng tăng trong tương lai đương nhiên giá Bitcoin có dao động các bạn tùy theo khung thời gian nào nhưng mà nếu chúng ta thấy được là cái sự ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu thì hoàn toàn có thể là khi những công ty như là Apple họ sử dụng một phần cái tiền dự trữ để mua Bitcoin thì có thể ảnh hưởng tốt đến giá của cổ phiếu, có thể nói được là cái lợi nhuận mang lại từ cổ phiếu tăng giá còn cao hơn cả cái số tiền họ dùng để mua Bitcoin nữa các bạn. Còn về Tesla thì sao? Tesla thì trước đây tích lũy nhiều Bitcoin các bạn rồi sau đó họ đã bán khoảng chừng 75%, 25% còn lại đó thì từ nhiều rồi, họ cũng đã di chuyển một phía khác chúng ta bây giờ vẫn chưa có rõ tại sao lại bị di chuyển và có phải họ đã bán rồi hay là không Hiện bây giờ là Tesla vẫn chưa có lên tiếng nói về cái sự kiện này Cho nên tôi cũng không có rõ Và cũng không nghĩ lý do gì mà Tesla lại muốn bán cái số lượng Bitcoin đó các bạn Tại vì họ lưu trữ khoảng chừng là 600 hay 700 triệu đô la Bitcoin Thì thật ra đó nó công ty Tesla họ vẫn có cái số lượng tiền mặt rất là lớn khoảng chừng là mấy chục tỷ đó các bạn cho nên cái số lượng này nếu bán này nữa nó cũng không thấm vào đâu thì cũng không hiểu tại sao mà họ lại muốn bán nếu như đó là điều họ đã làm khả năng cao là có thể họ chỉ di chuyển tới một cái ví khác để mà lưu trữ mà thôi chúng ta phải chờ Tesla công bố mới biết được nhưng mà trong vòng mấy năm qua đó thì Tesla vẫn có cơ hội để mà thu mua thêm và tôi nghĩ là cổ phiếu Tesla đó có thể đã có cái sự tăng trưởng nếu như mà họ tiếp tục thu mua thêm Bitcoin trong khoảng thời gian qua các bạn. Từ thời điểm năm 2022 tới bây giờ, chúng ta nhìn thấy được là từ năm tới bây giờ của Viettel là giảm 11.18%. Nếu như mà cổ phiếu là tích lưỡi thêm Bitcoin đó, thì thuận tin là giá cổ phiếu cũng đã có cái sự ảnh hưởng tích cực các bạn. Tại vì đó là cái sự ảnh hưởng khi một công ty tích lũy Bitcoin. Chúng ta thấy được là không chỉ là MicroStrategy, mà nhiều công ty khác, cũng có cái sự tăng trưởng tương tự khi mà họ bắt đầu tới tuổi Bitcoin giống như là chúng ta nói tới Made Planet ở Nhật Bản. Thì lời khuyên này của MicroStrategy đó nghe có vẻ điên rồ nhưng mà cũng không hẳn đâu các bạn. Miễn là một công ty họ có chiến lược dài hạn và họ không cần phải sử dụng cái số tiền đó trong thì ngắn hạn. Mặc dù chúng ta thấy được là Bitcoin về dài hạn đó, thì vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng mà ngắn hạn nó rất là khó đón. Cho nên nó cũng không có phải là một loại tài sản mà phù hợp với những ai đầu tư ngắn hạn và dài hạn ở đây đã có nghĩa là hơn 4 năm các bạn đối với thuần và chúng ta cũng có một clip thì có thể là một số người nói là có phải là bỏ tiền về bitcoin nó nó quá nguy hiểm tại vì giá cả khôi nó lên xuống rất là bất thường chúng ta thấy được là đối với lại anthony pomeo thì ông không nghĩ như vậy thường chia sẻ clip này rồi chúng sẽ nói tiếp thì trên đài Fox News, người dẫn chương trình đã hỏi Anthony Pomliano có phải Bitcoin đã quá biến động để gọi là một tài sản lưu trữ giá trị. Thì Anthony Pomliano đã trả lời câu hỏi này các bạn. Chia sẻ. The volatility on this thing is way too high for anybody to call that a savings account. I mean, you may like it, but I think that's a bridge too far right now, isn't it? over the last 30 years the us dollar has lost 50% of its purchasing power so in my lifetime one dollar now buys you 50% or 50 cents of service and goods mm. and so when you think about that the most volatile asset that most people hold is the dollar and they're on the wrong side of volatility bitcoin on the other hand over a long period of time, appreciates, and so the best statistic to look at this is in 2016, the average median home mm. was about 380,000 dollars. I'm sorry, 280,000 dollars. Today it's over 400,000, right? So 50 percent increase in the average home uh, in America. During that same eight-year period, it used to cost 664 Bitcoin to buy that home. Today it costs six Bitcoin. It has been a 99 percent reduction in the cost of a home in America if you held Bitcoin. And so another way to think about that is if you had about $5,000 of Bitcoin in 2016, today it could buy you a house. đó là cái sự chia sẻ đến từ Anthony Pomliano các bạn Thì đúng là trong thì ngắn hạn chúng ta thấy được giá lên giá xuống rất là bất thường Nhưng mà khi mình nhìn vào dài hạn đó thì ngay cái đồng đô la Chúng ta thấy được đó là một đồng mà nhiều người không có nghĩ đến là dao động các bạn Đó là tiền mà làm sao dao động được Nhưng mà trên căn bản đó cái lực mua đã giảm 50% trong vòng 30 năm qua các bạn. Có thể là giá Bitcoin lên xuống không có ở một vị trí nào nhất định trong một thời gian dài. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng thấy được là Bitcoin cũng tăng theo thời gian trong khi mà đồng đô la đó dao động nhưng mà chỉ có một xu hướng mà thôi đó chính là mất giá theo thời gian cho nên đó, đối với một công ty họ lưu trữ nhiều tiền mặt thì nếu như họ lưu trữ dài hạn thường đó những công ty này họ lưu trữ chính khi nào mà họ cần dùng thì có thể đó là thời gian rất là lâu các bạn những công ty có thể họ lưu trữ tiền mặt 10 năm cũng có nhưng mà 10 năm sau thì sao các bạn 100 tỷ đô la của Apple đang lưu trữ đó lúc đó còn đáng giá bao nhiêu một kết nối khác của Michael Saylor là chúng ta cứ nghĩ đến cái số lượng tiền này như là một cái tảng băng và tảng băng đó, đó nó sẽ từ từ bị tan chảy ra cũng giống như là cái tiền của các bạn lưu trữ dài hạn mà các bạn lưu trữ bằng đô la thì sau một thời gian lực mua nó sẽ giảm xuống rất là đáng kể và những tài sản không chỉ riêng là Bitcoin các bạn những tài sản khác giống như chúng ta nói tới là cổ phiếu thì cũng lên lên xuống xuống nhưng mà cái điều quan trọng là cái xu hướng dài hạn như thế nào những tài sản nào mà có cái sự tăng trưởng mạnh mẽ đó thì nó lại càng dao động nhiều tại vì dao động là cái giá phải trả để có được lợi nhuận tốt và nó áp dụng với tất cả tài sản không phải đi gì Bitcoin các bạn có nghĩ đi có tài sản nào mà có sự tăng trưởng tốt mà không có sự dao động nhiều hay là không các bạn thấy được là những cổ phiếu mà tốt nhất hiện bây giờ Giao động rất là nhiều chúng ta nói tới những cổ phiếu như là Nvidia thì dao động rất là nhiều các bạn có thể nói là nếu như bạn là một nhà đầu tư mà đang muốn có lợi nhuận tốt thì các bạn phải chấp nhận cái sự dao động đó là quy luật của đầu tư rồi và điều kế tiếp là sẽ được nói là Bitcoin có thể đạt được 13 triệu đô la mỗi một đồng trong vòng 21 năm tới thì nghe có vẻ như là ông chỉ đang mơ mộng mà thôi nhưng mà thật ra đó các bạn thấy được là không phải riêng Michael Saylor mà một người khác nữa các bạn đó chính là ngân hàng trung ương châu Âu thì các bạn cũng đã nghe thằng chia sau đầu video có một cái bài được chia sẻ vào cuối tuần này các bạn đây là một cái bài đến từ nhà kinh tế học yuric bicep và jürgen sharp đây là hai nhà kinh tế học đến từ châu âu các bạn và họ đã xuất bản một cái bài nghiên cứu mới có tựa đề là những hậu quả phân phối của Bitcoin Lập luận là Bitcoin là bong bóng tài chính Và cho dù không phải, việc giá Bitcoin tiếp tục tăng cũng mang lại lợi ích không cân xứng Cho những người chấp nhận sớm, gây thiệt thòi cho những người theo sau và những người không sở hữu Bitcoin các bạn <laughs> Đây là cái bài mà được chia sẻ bởi hai nhà kinh tế học này Và ngay lập tức đó chúng ta nhìn thấy được là Ngân hàng Trung Châu Âu cũng đã sử dụng cái bài này Để mà làm cái tiêu đề cho họ để mà tấn công Bitcoin các bạn và trong cái bài mà họ viết để tấn công Bitcoin đó thì họ lại nói là Bitcoin không có giá trị kinh tế và không có cách nào định giá Bitcoin. Và họ nói là cái giá Bitcoin bây giờ là từ 50.000 cho đến 60.000 euro nhưng mà trong tương lai 10 triệu euro cũng có thể các bạn họ đang chơi Bitcoin <laughs> là không có giá trị kinh tế nhưng mà nghe rất là bullish các bạn cho nên ngay cái ngàn trung ương châu Âu cũng nói là khả năng 10 triệu euro một bitcoin cũng có thể xảy ra các bạn cho nên á, 13 triệu đô la trong bitcoin được đưa ra bởi Michael Saylor trong 21 năm tới đó thì cũng không phải là nói quá đâu các bạn <laughs> ngay cả ngân hàng chứng minh châu Âu cũng nói như vậy <laughs> Thôi đã chia sẻ cái phần đầu với các bạn rồi Họ trên các bạn nói là Bitcoin là một mốc tài chính Nhưng mà nếu như không phải đi nữa đó Thì Bitcoin tăng giá cũng sẽ khiến cho những người mà Đang sở hữu Bitcoin sẽ ngày càng giàu hơn Và gây thiệt hại những người mà bây giờ Chưa mua Bitcoin hay là sở hữu Bitcoin sau này thì các bạn thấy được là may quá vẫn còn nhiều người không tin và có những quan điểm như thế này và đây tôi chia sẻ ba điều với các bạn điều thứ nhất đó là cái khái niệm bong bóng tài chính thường được lạm dụng quá mức thị trường tài chính đã trải qua nhiều sự kiện gần đây nhất là bong bóng com vào năm 2000 và khủng hoảng bất động sản vào năm 2008 tuy nhiên sau những cái đợt suy thoái lớn này cả hai lĩnh vực vẫn phục hồi và tiếp tục phát triển mạnh mẽ cái mà nhiều người gọi là bong bóng thực chất phần lớn chỉ là chu kỳ tự nhiên của thị trường tài sản nơi mà các nhà đầu tư công ty yếu bị loại bỏ còn lại là những người tham gia mạnh hơn xây dựng giá trị dài hạn điều này đó cũng tương tự với lại bitcoin các bạn các đợt tăng mạnh rồi điều chỉnh loại bỏ những người tham gia bị kích thích bởi đầu cơ ngắn hạn các công ty không tốt và sau đó bitcoin tiếp tục trưởng thành sự tăng giá liên tục dài hạn của bitcoin là phản ảnh sự chấp nhận ngày càng tăng từ các tổ chức, các quốc gia và sự công nhận Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị giống như bất động sản và công nghệ sao khủng hoảng. Và chúng ta nhìn thấy được giá Bitcoin cũng đã trải qua rất là nhiều những cái thời điểm giá tăng mạnh rồi xuống mạnh rồi và lại tăng mạnh trở lại nữa các bạn. Các bạn có thể thấy được là trong lịch sử đó không có bất cứ một tài sản nào mà người ta gọi là bong bóng <laughs> khi mà chúng ta thấy 15 năm qua đó tăng mạnh giảm mạnh rồi là tăng mạnh hơn nữa. Các bạn sẽ không tìm thấy bất cứ một ví dụ nào tương tự như Bitcoin đâu. Và mỗi một lần như vậy đó thì lòng tin như Bitcoin càng mạnh hơn các bạn. Có thể nói được là những gì mà không thể tiêu diệt Bitcoin thì càng khiến cho Bitcoin mạnh hơn và lòng tin càng vững chắc hơn. Mỗi một lần mà chúng ta thấy có thông tin gì lớn ảnh hưởng đến giá Bitcoin và sau đó Bitcoin lại hồi phục đó khiến cho mọi người càng có lòng tin hơn. Và chúng ta nhìn thấy được là đến bây giờ chúng ta đã có sự chấp nhận chấp tổ chức đối với Bitcoin này các bạn các bạn có nhìn thấy được chúng ta đã có Bitcoin Spot ETF chúng ta có rất nhiều những cái tổ chức lớn chúng ta có rất nhiều những cái công ty tài chính lớn ủng hộ thị trường này và chúng ta cũng thấy được họ có vô số sản phẩm về Bitcoin và crypto và đương nhiên nổi bật nhất đó chính là Bitcoin Smart ETF có dòng tiền rất là mạnh trong dòng 6 ngày qua các bạn kết thúc ngày thứ sáu thì đã có dòng tiền dương là 273 triệu và chúng ta nhận thấy được là chúng ta cũng có những quỹ Ether Smart ETF và kết thúc đó thì chúng ta nhìn thấy được là ngày thứ sáu cũng có dòng tiền dương nhưng mà không có nhiều nhưng mà có một điều đã xảy ra đó chính là ít nhất trong 3 ngày qua chúng ta đã có dòng tiền dương đó là lần đầu tiên mà chúng ta thấy được là ba ngày liên tục của dòng tiền dương thì coi như cũng là một cái sự hy vọng để có dòng tiền đến với lại Ether The spot ETF và chúng ta cũng có rất nhiều những quốc gia bây giờ họ đang ủng hộ bằng cách là ra luật bằng cách là ủng hộ việc đào Bitcoin và thậm chí công nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Thì nếu nói Bitcoin là bong bóng đó thì thường cảm thấy bây giờ đã năm 2024 rồi. Nhưng mà vẫn có những người có những suy nghĩ như thế này các bạn. Và cái khái niệm bong bóng tài chính nó thường bị lạm dụng quá mức. Cái gì người ta vừa là bong bóng tài chính các bạn. Nhưng mà các bạn có nghĩ đi, biết bao nhiêu người bây giờ họ ước mơ họ có thể đu đỉnh vào năm 2008 khi mà họ mua nhà các bạn. Tại vì rất nhiều người đó họ đã than phiền sau khi họ mua nhà năm 2008 rồi giá giảm nhưng mà so với giá nhà bây giờ đã cao hơn rất là nhiều thì biết bao nhiêu người họ ước mơ họ có thể trở về năm hai cho dù là họ biết là giá sẽ giảm sau đó nhưng mà nếu như họ chỉ có thể trở về năm hai nghìn mà thôi thì họ vẫn sẽ lựa chọn là gì các bạn mua nhà tại vì giá nhà bây giờ còn cao hơn năm hai nghìn nữa đó là thời điểm khủng hoảng hay là bong bóng đặt năm 2000 các bạn biết bao nhiêu là công ty đúng là đã phá sản nhưng mà cũng có rất nhiều những công ty họ vẫn tiếp tục chúng ta nói tới microsoft chúng ta nói tới công ty apple chúng ta nói tới amazon để trở thành công ty lớn mạnh ngày hôm nay các bạn sẽ không thể nào biết được công ty nào sẽ lớn mạnh Công ty nào nó sẽ bị phá sản nhưng mà nếu như các bạn chỉ đầu tư vào những chỉ số giống như chỉ số Nasdaq đó, thì các bạn thân Nasdaq vẫn tăng theo thời gian qua năm 2000 thì sao các bạn Nasdaq đã có cái sự hồi phục và tiếp tục tiến tới nếu chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq ngày hôm nay là 18.494 điểm nếu mà chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq năm 2000 thì thời đỉnh điểm nó hồi tháng 3 năm 2020 thì chỉ số Nasdaq nó nằm ngay đây các bạn. Lúc đó đã chỉ có khoảng chừng là 406 điểm mà thôi và đó là đỉnh điểm của bong bóng com. Nếu như các bạn đầu tư vào chỉ số đá, đá chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ thì bây giờ các bạn thì được chỉ số này đã tăng lên rất là nhiều rồi cho nên nó bong bóng tài chính đối thuận phần lớn nó chỉ là những cái chu kỳ tự nhiên trong thị trường đầu tư mà thôi điều thứ nhì là phân phối của cải xảy ra theo thời gian phân phối tài sản là một cái hiện tượng xảy ra liên tục trong suốt bao nhiêu năm qua các bạn mỗi thế hệ được sinh ra trong một thế giới mà một số người đã sở hữu phần lớn tài sản dù đó là bất động sản cổ phiếu hay thậm chí là bịt khôi lập luận cho là những người chấp nhận Bitcoin sớm có lợi thế không công bằng thì bỏ qua thực tế là tất cả những đội tài sản đều hoạt động theo nguyên tắc tương tự và những nhà đầu tư lâu năm về Bitcoin chấp nhận rủi ro cao hơn cho nên họ sẽ có lợi thế tốt hơn đó là điều hiển nhiên này các bạn khi những người tham gia mới bước vào thị trường dù đó là bất động sản, cổ phiếu hay Bitcoin họ tự nhiên sẽ phải đi theo những người đã tham gia trước đây. Đây không phải là một cái hệ thống bất công mà là cách quyền sở hữu các tài sản phát triển theo thời gian. Vì bản chất đó, việc giá trị tài sản tăng lên theo thời gian luôn mang lại lợi ích cho những người tham gia sớm. Nhưng điều này không chỉ giới hạn ở Bitcoin, những tài sản khác cũng như vậy các bạn. Khi các bạn sinh ra thì đã có người sở hữu đất đai, đã có người sở hữu những cổ phiếu trước các bạn rồi. Và họ mua với cái giá thấp hơn là cái giá bây giờ. Nhưng mà thế giới luôn thay đổi và mang lại nhiều cơ hội cho bạn trở thành nhà đầu tư sớm của một lĩnh vực nào đó vì lý do đó các công ty lớn những người giàu nhất thế giới luôn thay đổi vị trí và điều thứ ba thì muốn chia sẻ với các bạn là thay gì lo lắng hãy hành động nếu thật sự là hai người này lo lắng về việc bị bỏ lại phía sau khi mà giá bitcoin tiếp tục tăng lên thì giải pháp đơn giản nhất là đầu tư về bitcoin thay vì ngồi đó phân tích các bạn đó là ba điều thường muốn chia sẻ sau khi mà thường đọc thông tin về cái bài nghiên cứu này chúng ta còn một vài thông tin lớn khác thường muốn chia sẻ với bạn chúng rồi chúng ta sẽ nói tới first là gì Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào phần trăm bị có lời các bạn Thì à, ngay thời điểm bây giờ đã phần trăm bị có lời Ở mức là 68.900 đã đi vào cái vùng màu đỏ Các bạn nghĩ là hơn 95% Hiện bây giờ là 96.7% Thì để các bạn hiểu rõ hơn đó Khi mà chúng ta thấy như vậy Thì có nghĩa là rất nhiều người có lời Ít nhất là dựa theo tài liệu on-chain nhưng mà các bạn nhìn thấy được là khi mà đi vào cái vùng màu đỏ này đây thì cũng không có nghĩa là giá không thể tiếp tục tăng. Nó chỉ có ý nghĩa là giá Bitcoin bây giờ đang ở cái mức rất là cao rồi và không có bao nhiêu người mua Bitcoin hơn cái mức này. Tại vì hơn 69.000 đô đó thì các bạn thấy được là khoảng thời gian đó rất là ngắn, không có bao nhiêu người mua Bitcoin trên mức đó đâu cho nên khả năng cao là rất nhiều người đang có lời hiện bây giờ và cái mà chúng ta lo lắng đó chính là có nhiều người chốt lời liên tục các bạn dẫn đến là hiện tượng chốt lời hàng loạt ảnh hưởng đến giá cả dẫn đến sự điều chỉnh nhưng mà điều đó đó thì lại liên quan tới một yếu tố nữa đó chính là cái số lượng người có lời họ lời bao nhiêu chúng ta có thể thấy được là giá bịt khôi đó đã đi trong một phạm vi là từ 60.000 tới 70.000 hơn 6 tháng qua rồi thì có khả năng đây là một khả năng mà họ các bạn có khả năng đó là rất nhiều người họ cũng mua trong cái phạm vi đó tại vì giá Bitcoin đi ngang một thời gian quá dài thì cho dù bây giờ họ có lời đi nữa đó cái phần có lời thì vẫn chưa có nhiều đó là cái điều mà chúng ta hy vọng sẽ không dẫn đến hiện tượng chút lời hàng loạt nhưng mà thùng vẫn phải chia sẻ với các bạn là chúng ta đã chính thức bước vào cái dùng màu đỏ 96.7% đang có lời hôm nay đó chúng ta cũng không có nhiều tin tức chỉ nên thùng muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một cái bài viết đã được đăng ở trên trang web Thuần Capital Thu biết là có nhiều bạn cũng bận cho nên không có đọc được tôi sẽ cố gắng đọc cái bài viết này Đây là cái bài viết liên quan tới Phết là gì? Bí quyết vượt qua nỗi sợ hãi trong thị trường crypto Và có thể hiểu đơn giản đó chúng ta nói tới trong thị trường crypto này là chúng ta có Phết và chúng ta có FOMO các bạn Đây đó là hai cái cực của thị trường này một đó là mọi người rất là fomo còn hai là mọi người rất là phết các bạn có như là rất là sợ hãi nhưng mà sự thật đó thì nó luôn nằm đâu đó chính giữa nhưng mà ngày hôm nay đây chúng ta sẽ nói về phết tại vì chúng ta cũng đã từng nói tới fomo rồi thì phết là gì các bạn phết là một chủ đề cũ nhưng mà nó vẫn mới mới nhưng mà lại cũ vì cái gì thuộc về tâm lý con người đó thì nó sẽ mãi mãi tồn tại từ thủ xa xưa các nhà văn đã viết các câu chuyện thơ mộng về tình yêu cho đến thế giới hiện đại và các nhà văn thời nay vẫn cứ nói mãi về nó tình yêu là một thứ cảm xúc và phết cũng là một dạng cảm xúc nó là từ viết tắt cho sự sợ hãi sự không chắc chắn và sự nghi ngờ tiếng anh thì gọi là fear uncertainty and doubt nó cũng là những cảm xúc tâm lý của con người chỉ là chúng ta có đủ tỉnh táo để nhận biết những cảm xúc và tâm lý mà phết mang lại một cách tiêu cực đến hành trình đầu tư của bản thân hay là không từ đó chúng ta sẽ tìm ra cách để mà loại bỏ nó trong bài viết ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ tìm hiểu first trong thị trường crypto là gì và làm sao chúng ta có thể vượt qua nó để mang lại lợi thế trong hành trình đầu tư của mình trước hết đó, thì first là gì các bạn first là cái từ viết tắt của ba chữ fear uncertainty and doubt như là sợ hãi sự không chắc chắn và sự nghi ngờ đây là một chiến thuật thường được sử dụng để tạo ra các sự bất an trong tâm lý nhà đầu tư nhằm thúc đẩy những nhà đầu tư bán tháo tài sản hoặc là thay đổi chiến lược đầu tư của mình phết là lan truyền thông tin không đầy đủ sai sự thật hoặc là chưa được kiểm chứng nhằm tạo ra sự sợ hãi hoang mang ở trong thị trường tuy nhiên điều quan trọng ở đây đó là không phải mọi thông tin phết đều là sai các bạn có một cái khái niệm không hoàn toàn đúng đó chính là tin phết là tin giả không hẳn đâu các bạn tin phết cũng không hẳn là tin giả chỉ là nó có thể được phóng đại quá mức để tạo ra sự hoang mang trên thị trường mà thôi cho nên chúng ta thường xem tin phết là một sự phóng đại hoặc đưa ra thông tin theo cách khiến nhà đầu tư phản ứng quá mức hoặc là hiểu sai về vấn đề. Đây là một chiến thuật có thể được cá nhân hoặc một nhóm sử dụng để tác động đến hành vi thị trường và gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn. Điều này có thể dẫn đến các quyết định vội vàng chẳng hạn như là bán tháo tài sản thì Fed có thể tác động lên thị trường crypto như thế nào? Fed là hiện tượng thường xuyên và như một gia vị không thể thiếu trong thị trường crypto này gây tác động mạnh đến tâm lý và hành vi của nhà đầu tư Khi mà Fed xuất hiện thì nó thường tạo ra sự hoảng loạn khiến nhiều nhà đầu tư bán tháo tài sản Mà một điều tồi tệ nữa là phần lớn nhà đầu tư hoảng loạn bởi Fed sẽ bán tháo đồng coi của họ ngay thời điểm đáng lẽ ra họ không nên bán dẫn đến giá giảm sâu trên toàn thị trường. Tin tức tiêu cực về các quy định hoặc là sự không chắc chắn thường kích hoạt cái đợt bán tháo lớn, làm xói mòn niềm tin vào crypto và làm chậm quá trình phát triển của thị trường. Các đơn vị truyền thông cũng tranh thủ giật dân tin phết theo cái hướng mà họ muốn, góp phần lan truyền thông tin tiêu cực đi xa và mạnh hơn, gây thêm khó khăn cho việc phục hồi. Vì thị trường rất thích cái sự rõ ràng thà là một thông tin xấu nhưng mà họ biết rất rõ tương tự về việc hơn là một thông tin tốt nhưng mà mập mờ và đầy hoài nghi. Dưới đây là các yếu tố chính cần xem xét khi mà đánh giá tác động của Fed đến thị trường. Kích hoạt bán tháo hàng loạt. Một trong những tác động rõ ràng nhất của Fed là kích hoạt cái đợt bán tháo lớn khi mà tin tức xấu xuất hiện, dù là đúng hay là sai, nhiều nhà đầu tư thường phản ứng bằng cách là nhanh chóng bán tài sản của mình vì lo sợ giá trị tài sản sẽ giảm sâu hơn nữa. Điều này dẫn đến tình trạng bán tháo, làm cho giá cả của các đồng crypto lao dốc kéo theo cả thị trường đi xuống, làm giảm niềm tin vào thị trường. Phết không chỉ tác động đến giá trong ngắn hạn mà còn ảnh hưởng lâu dài đến niềm tin của nhà đầu tư. Khi mà phết xuất hiện liên tục, nhiều người sẽ mất niềm tin vào tiềm năng của thị trường crypto, lo lắng rằng những rủi ro và bất ổn sẽ tiếp tục diễn ra. Điều này có thể làm chậm lại quá trình phát triển của thị trường, đặc biệt là với những người mà mới tham gia. Điển hình đó là cái vụ hát sàn dịch Malgox vào năm 2014 khiến cho nhiều người mất niềm tin vào khả năng bảo mật của crypto, thị trường rơi vào hoảng loạn và mất nhiều thời gian để phục hồi niềm tin từ những nhà đầu tư tạo ra tâm lý chờ đợi và do dự phết cũng có thể khiến cho nhà đầu tư trở nên do dự chân trừ trong việc ra quyết định thay vì là tiếp tục đầu tư theo kế hoạch dài hạn họ sẽ chờ xem tình hình và thị trường sẽ diễn biến ra sao trước khi mà họ có hành động điều này đã dẫn đến việc khối lượng giao dịch giảm và thị trường trở nên trầm lắng hơn khi xuất hiện một tin đồn về các quy định cấm crypto từ một số gia lớn nhiều đầu tư đã quyết định là không tham gia thị trường hoặc trì hoãn các quyết định mua bán cho đến khi tình hình rõ ràng hơn. Điều này đã khiến thị trường mất đi động lực phát triển đó là trong cái thời điểm năm 2018 và năm 2019. Ngay bây giờ nếu nói tới là quốc gia cấm crypto đó thì nghe có vẻ như là không hợp lý các bạn. Các bạn sẽ nghĩ ra tin tức đó đó có thể không đúng nhưng mà năm 2018 Năm 2019 đó, đó là tin tức chúng ta nghe thường xuyên hết quốc gia này, tôi quốc gia kia họ nghĩ đến việc là cấm crypto. Cuối cùng đó thì sao các bạn? Cuối cùng thì mọi thứ vẫn đâu vào đó crypto vẫn tiếp tục phát triển và những quốc gia đó vẫn tiếp tục ủng hộ crypto. Khó khăn trong việc phục hồi sau khi mà Fed gây ra cái sự hoảng loạn, quá trình phục hồi của thị trường thường kéo dài và khó khăn hơn rất là nhiều. Các nhà đầu tư mất thời gian để lấy lại niềm tin và quay trở lại thị trường. Trong thời gian này, thị trường có thể phải đối mặt với giai đoạn giảm thanh thoảng, khối lượng giao dịch thấp và thiếu sự hứng thú từ phía cộng đồng. Cái đó đó là tăng tính dễ bị thao túng của thị trường. Fed thường được các tổ chức hoặc là cá nhân có động cơ thao túng thị trường bằng cách là lan truyền thông tin tiêu cực. Những kẻ này đã có thể tạo ra các đợt bán tháo và sau đó mua lại tài sản ở mức giá thấp hơn. Khi mà Fed lan rộng, giá trị crypto giảm mạnh và những người thao túng có thể dễ dàng kiếm lợi từ sự hoảng loạn của những người khác. Và các bạn có thể nhìn thấy những điều này đã xảy rất rõ ràng khi mà các bạn đọc comment. Những lúc mà tình hình không được tốt đó, những comment nó xuất hiện rất là nhiều các bạn và nó thường đi vào một xu hướng tiêu cực và nó thường xoáy vào một cái điểm nào đó. Đó là dẫn chứng cho thấy là Fed đang lan rộng các bạn mối lo ngại về danh tiếng. Đây là cái điểm kế tiếp. Đây cũng là một yếu tố quan trọng khi mà nói tới tác động của Fed trong thị trường crypto. Khi mà cái dự án hoặc công ty như là FTX hay là BlockFi sụp đổ không chỉ ảnh hưởng đến thị trường mà còn khiến cho những người nổi tiếng từng quảng cáo cho những công ty này gặp phải nhiều tai tiếng. Những người từng đứng ra khuyến khích công chúng đầu tư vào các dự án này lại phải đối mặt với cái sự chi trích mạnh mẽ từ cộng đồng dẫn đến tổn hại nghiêm trọng cho danh tiếng cá nhân. Điều này đã không chỉ đúng đối với những cái khô mà còn ảnh hưởng đến các chính trị gia từng đứng ra để mà ủng hộ cho dự án này. Khi mà phết lan truyền nỗi lo về danh tiếng của những người liên quan cũng khiến họ trở nên thận trọng hơn vì việc bị dẫn liền với các dự án thất bại có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và sự nghiệp của họ. Và dưới đây là một vài ví dụ về FED trong thị trường crypto. Trước hết là lệnh cấm crypto của Trung Quốc vào năm 2021. Thật ra đây là cái lệnh cấm liên quan tới đào crypto các bạn. Chứ còn Trung Quốc đã có một lệnh cấm trước đó là chính là năm 2017 là cấm giao dịch crypto. Trung Quốc tuyên bố cấm tất cả hoạt động liên quan đến giao dịch và đào crypto. Tin tức này đã gây hoảng loạn lớn khiến cho giá Bitcoin và các đồng tiền khác giảm mạnh. Tuy nhiên sau đó thị trường lại phục hồi và các nhà đầu tư hiểu rằng đây không phải là dấu chấm hết cho crypto toàn cầu. Lúc đó đó năm 2017 khi mà Trung Quốc ra quyết định là cấm giao dịch crypto dẫn đến là giá giảm rất mạnh các bạn từ 5.000 đô giảm xuống chỉ còn có 2.500 đô mà thôi. Tại vì lúc đó đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất toàn cầu cho crypto các bạn. Bây giờ đã không phải nữa. Các bạn thấy được là không có Trung Quốc, crypto vẫn tiếp tục tiến tới và có một cái sự hiểu lầm rất là lớn có rất nhiều người nói là Trung Quốc cấm crypto không phải là Trung Quốc cấm crypto các bạn Trung Quốc chỉ cấm thứ nhất là đào crypto thứ hai là giao dịch crypto mà thôi các bạn sở hữu crypto các bạn gửi crypto lẫn nhau ở Trung Quốc thì vẫn là hợp pháp và thậm chí tòa án Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh là crypto là tài sản được bảo vệ bởi luật của Trung Quốc cái đó đó là cái dự hát của sàn Mao vào năm 2014 Mao một cái sàn giao dịch lớn bị hát khiến khoảng 850.000 không bị đánh cắp. Điều này tạo ra hoang mang lớn trong cộng đồng, khiến cho giá Bitcoin sụt giảm và nhiều người mất niềm tin vào thị trường. Đúng là ai cũng biết sàn gót sẽ bị hack. Nhưng mà cái vấn đề dây dẫn ở đây đó là cái việc sàn này trả lại tiền cho các nhà đầu tư như là một cái đám mây đen lơ lửng vì thị trường sẽ cho rằng số BTC được trả lại cho những người bị hack sẽ làm giảm giá mạnh cho thị trường. Tuy nhiên, sau một thời gian sau mùa hè mới đây đã crypto tiếp tục phát triển và giá vẫn tiếp tục tiến tới. Kế đó đó là các bạn cũng chắc nhớ là tin đồn về Tesla ngừng chấp nhận Bitcoin năm 2021. Elon Musk tuyên bố rằng Tesla đã ngừng chấp nhận Bitcoin vì lý do môi trường gây lo ngại về ảnh hưởng của việc đào Bitcoin đến môi trường. Tin này khiến giá Bitcoin giảm mạnh nhưng mà sau đó thị trường đã dần hồi phục khi mà cái giải pháp xanh cho đào Bitcoin được thảo luận. Và bây giờ phần lớn năng lượng được dùng để đào Bitcoin đã đến từ năng lượng xanh các bạn. Và chúng ta cũng nên nhớ là SEC kiện Ripple vào năm 2020. SEC kiện Ripple Labs vì bán XRP trái phép gây lo ngại về tương lai của XRP khiến cho thị trường nói chung rất là lo lắng các bạn và giá XRP giảm mạnh nhưng sau đó nó dần hồi phục khi mà Ripple chống lại vụ kiện và tiếp tục hoạt động các bạn và bây giờ XRP đã không phải là chứng khoán nữa đó là quyết định của tòa án và một trong những cái phết mà được sử dụng liên tục bao nhiêu năm qua các bạn năm nào cũng nghe thông tin tương tự Đó chính là Bitcoin lại bị coi là công cụ rửa tiền và tài trợ khủng bố Nhiều lần trong quá khứ ngay cả năm nay các bạn có thông tin cho rằng Bitcoin và các loại crypto khác là công cụ chính cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố Những lo ngại này khiến cho nhà đầu tư hoang mang Nhưng mình thực tế đó các nghiên cứu, ngay cả nghiên cứu được trả tiền bởi chính phủ Hoa Kỳ chỉ ra là cái tỷ lệ sử dụng crypto cho mục đích phạm pháp đó rất là nhỏ so với tài chính truyền thống và rất là nhỏ so với tổng số lượng crypto được giao dịch. Crypto không phải là công cụ được lựa chọn bởi những người phạm pháp các bạn. Đồng đô la vẫn là sự lựa chọn đầu tiên. Chúng ta bây giờ hãy nói về tại sao hiểu về Fed lại quan trọng trong cái việc đầu tư của các bạn. Hiểu về Fed trong thị trường crypto không chỉ giúp cho bạn tránh cho quyết định sai lầm mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của thị trường này. Trước hết đó là nhận diện động cơ của các bên tham gia. Vết không phải lúc nào cũng xuất hiện ngẫu nhiên. Trong nhiều trường hợp nó được tạo ra có chủ đích bởi những người có lợi ích trong việc hạ giá một đồng crypto nào đó. Ví dụ các tổ chức tài chính truyền thống có thể lo sợ về cái sự phát triển của DeFi và crypto sẽ đe dọa vai trò trung gian của họ. Do đó họ sẽ tung ra các thông tin tiêu cực để mà bảo vệ lợi ích của mình như bạn đã từng nghe về việc Peter Schiff phớt Bitcoin suốt một thời kỷ qua các bạn và động cơ của Peter Schiff phớt Bitcoin nên thì rất đơn giản thôi tại vì ông là người mà có công ty bán vàng có công ty đạo vàng và có những cái uh, quỹ liên quan tới vàng thì đương nhiên ông không thích Bitcoin ngay những ngày đầu tiên các bạn tại vì sao? tại vì đối thuận thì Peter Schiff là người rất là thông minh ngay những ngày đầu tiên ông cũng đã biết là Bitcoin là một thứ gì đó có thể vươn lên và cạnh tranh với vàng được ngay những ngày đầu tiên luôn có thể nói là cái người mà có lòng tin lớn nhất đối với Bitcoin lại là người mà thường xuyên phết Bitcoin các bạn tại vì quá hiểu về Bitcoin. Có thể nói là lúc mà mọi người đó có thể là hoài nghi về Bitcoin, Peter Schiff là những người mà cực kỳ tin về Bitcoin các bạn vì ông rất tin về tương lai của Bitcoin cho nên ông phải luôn phết để dìm Bitcoin xuống để cho nó không có phát triển được. <laughs> đó là cái điều thú vị ở đây. Chúng ta hãy nói tới điều kế tiếp là thiên vị về thông tin. Con người đó thì luôn thiên vị về mọi thứ và điều này đúng với cả thông tin một nhà môi giới chứng khoán có thể là không thích hoặc là ít nói về crypto trong khi cộng đồng crypto đã thường xuyên lan truyền các thông tin tích cực hơn về crypto và thậm chí những người yêu thích crypto lại thường chỉ trích ngân hàng và các loại tài sản truyền thống hiểu về thiên vị sẽ giúp cho bạn nhìn nhận thông tin một cách khách quan hơn và tránh bị lôi kéo bởi những cái lời đồn thổi vô căn cứ ngoài ra trong thị trường crypto này các luồng thông tin rất đa dạng và đôi khi nó mâu thuẫn với nhau một người đam mê bitcoin có thể chỉ trích hoặc là tung cái tin tức tiêu cực về các đồng crypto khác trong khi fan của những dự án này thường có xu hướng nói xấu về những dự án khác tất cả điều này tạo ra một bức tranh phức tạp nơi mà người đầu tư cần tỉnh táo và phân biệt rõ thông tin chính xác giữa các cuộc tranh luận và tranh cãi cái đó đó là thị trường crypto hoạt động 24 giờ một ngày, 7 giờ một tuần với một thị trường mà không bao giờ ngủ và nghỉ ngơi như là crypto đó thì tốc độ lan truyền phết càng nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều so với các thị trường truyền thống. Tại vì khi mùa động liên tục đó thì thị trường không có cái thời gian để mà gọi là cool down các bạn để mà gọi là hạ nhiệt xuống. Giống như thị trường chứng khoán đó, các bạn có thông tin gì xấu thông tin phết thì ít nhất khi mà tới 1 giờ chiều tại Cali khi mà ngưng giao dịch rồi thì những nhà đầu tư họ có thể là có thời gian để mà suy nghĩ nhiều hơn và hạ nhiệt họ cũng không thể trade trong thời gian đó Crypto thì không phải các bạn, nó có thể lan tỏa liên tục 24 giờ một ngày. Bạn sẽ thấy giá của crypto vẫn gần như ngay lập tức sau khi một tin phết nào đó. Vì ai cũng có thể dễ dàng bấm nút sell ngay trên điện thoại của họ mà không cần chờ đến cái thời gian mà các phiên như dịch mở cửa như là thị trường truyền thống. Ở các thị trường truyền thống đó khi mà một cái thông tin tiêu cực được tung ra vào chiều thứ sáu thì các nhà đầu tư có tận 2 ngày cuối tuần để mà kịp suy ngẫm và phân tích xem chuyện gì đã xảy ra trước khi mà họ bấm cái nút sell vào sáng ngày thứ hai khi mà thị trường mở cửa. Với crypto đó thì các nhà đầu tư cảm thấy họ buộc phải đưa ra quyết định ngay trong thời điểm đó để mà ứng phó với các tình huống thay đổi nhanh chóng từ đó tạo nên hành động bốc đồng bán tháo hoảng loạn thay vì đánh giá có cân nhắc và tìm hiểu xem cái tin được lan truyền có đúng hay là không làm thế nào để mà đối phó với cái nỗi sợ hãi sự không chắc chắn và sự nghi ngờ thì có một số chiến lược để đối phó với phết và ở đây là những cái chiến lược phổ biến nhất Thứ nhất là hiểu rõ về thứ bạn đang đầu tư. Nếu bạn đã thuộc và quá đành về các luật lệ giao thông thì làm sao bạn sợ khi mà ai đó hù bạn là bạn đang vi phạm luật giao thông. Cái sự tự tin tiến về phía trước hỗ trợ bởi những gì bạn trao dồi hàng ngày qua quá trình tìm hiểu dân nghiên cứu những thông tin nền tảng của tiền crypto. Giả sử như nếu ai đó nói với bạn là blockchain Bitcoin có thể bị hack một cách dễ dàng và bạn sẵn lòng tin. Điều này chứng minh khả năng cao đó bạn không hiểu nhiều về Bitcoin và dễ bị khuất phục với những cái tin tức phết của thị trường. Nếu bạn đã thật sự hữu Bitcoin thì những thông tin phết phổ biến và dai dẳng suốt nhiều năm qua như là đào Bitcoin sẽ hút hết điện của thế giới hay là việc Bitcoin chỉ là mạng lưới cho tội phạm sử dụng hay là máy tính lượng tử sẽ phá hủy Bitcoin đó là những cái thông tin phết rất là phổ biến trong nhiều bao nhiêu năm qua các bạn. Những thông tin này sẽ không có thể nào ảnh hưởng đến bạn được sẽ không thể nào là bạn lung lai like trước các chiến lược đầu tư của mình vào tương lai lâu dài của thị trường này tại vì bạn hiểu cái thứ mình đang đầu tư là gì kế đó là áp dụng chiến lược đầu tư dài hạn một chiến lược dài hạn giúp bạn vượt qua những biến động ngắn hạn của thị trường nơi mà phết có thể xuất hiện làm bạn hoang mang phết đến rồi lại đi sau cơn mưa trời lại sáng bao nhiêu cuộc tấn công bao nhiêu đợt phết dồn dập đã xảy ra các bạn nhưng mà trong một khung thời gian dài hạn thị trường crypto đã vượt qua tất cả và tiếp tục tiến về phía trước. Fed có thể làm hoảng loạn và lung lay like thị trường trong thời gian ngắn hạn, nhưng nó không thể thay đổi xu hướng của thị trường trong thời gian dài hạn mà xu hướng đó là một cái xu hướng tiến về phía trước với rất nhiều tiềm năng ở phía trước. Cái đó là trung bình giá. Trung bình giá là một cái cách mà tiếp cận thị trường giúp giảm thiểu tác động của sự biến động bằng cách phân bổ các khoản mua theo thời gian, giảm rủi ro đầu tư một khoản tiền lớn vào một cái thời điểm bất lợi bằng cách đầu tư nhất quán các nhà đầu tư có thể tránh được những phản ứng cảm xúc do vết gây ra và tập trung vào cái sự tăng trưởng dài hạn chiến lược có kỷ luật này có thể dẫn đến trải nghiệm đầu tư ổn định hơn giúp các nhà đầu tư duy trì sự tự tin bất chấp sự biến động của thị trường và trung minh giá hay là DC là một chiến lược chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều trên channel này rồi và sau cái bài viết này thì Thuận sẽ cùng các bạn nói về trung minh giá ca khảo đa mộ mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra cách đây hơn 2 năm Kế đó là đa dạng hóa và quản lý rủi ro. Đa dạng hóa và quản lý rủi ro là những cái chiến lược quan trọng trong việc chống lại nỗi sợ hãi trên thị trường crypto. Bằng cách tham gia vào việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của riêng mình, các nhà đầu tư phân bổ khoản đầu tư của mình vào nhiều loại crypto và các loại tài sản khác do đó giảm tác động của hiệu suất kém của bất kỳ tài sản đơn lẻ nào nếu bạn đặt tất cả tiền của mình vào một cái dự án và dự án đó gặp phải phết hoặc thất bại bạn có thể mất rất nhiều tài sản tuy nhiên nếu bạn phân bổ danh mục hợp lý bạn sẽ giảm thiểu rủi ro và ngay cả khi một phần tài sản gặp khó khăn bạn vẫn có các khoản đầu tư khác để mà bù đắp kế đó là tham gia vào các cộng đồng uy tín tham gia vào các diễn đàn và cộng đồng crypto uy tín sẽ giúp cho bạn có thêm cái nhìn đa chiều và những tin tức về sự kiện những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trong cộng đồng có thể giúp bạn phân tích thông tin một cách khách quan hơn và cung cấp những cái góc nhìn hữu ích thay vì khuất phục trước cái nỗi sợ hãi cái sự không chắc chắn và nghi ngờ lan truyền bởi thông tin sai lệch các nhà đầu tư nên điều tra và xác minh kỹ lưỡng các sự kiện về crypto hoặc là thị trường chúng ta bây giờ hãy nói tới fomo và fed các bạn và cái sự khác biệt về mối liên hệ Phết và FOMO là những cái hiện tượng tâm lý ảnh hưởng đáng kể đến hành vi của những nhà đầu tư trên thị trường crypto Nhưng mà chúng lại hoạt động theo cái hướng ngược nhau Phết lan truyền thông tin tiêu cực gây ra cái sự hoảng loạn và thúc đẩy các nhà đầu tư bán tháo tài sản để tránh thua lỗ Ngược lại FOMO phát sinh từ cái sự cường điệu và phấn khích về lợi nhuận tiềm năng khiến cho nhà đầu tư mua vội vàng để tránh bỏ lỡ những cơ hội sinh lời cả hai đó đều có mối liên hệ với nhau và đó là hai cực hoàn toàn khác nhau các bạn và những chia sẻ sự thật nó luôn luôn nằm đâu đó chính giữa vì chúng ta khai thác các phản ứng cảm xúc đối với các biến động của thị trường hiểu được các khái niệm này đã giúp cho nhà đầu tư lường trước được những sự kiện xảy đến với họ trong hành trình đầu tư tuy nhiên việc vượt qua chúng không chỉ nằm ở lý thuyết mà bạn cần phải rèn luyện thực hành nhiều lần để giữ vững tâm lý. Chỉ khi trải qua thực tế, bạn mới có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác và sản xuất hơn. Điều này đó là đúng với bất cứ bạn nào mà đã từng trải qua một chu kỳ các bạn. Khi các bạn đã trải qua một chu kỳ trong thuyền crypto này, các bạn mới thấy được là trong thời điểm mà đen tối nhất, giống như chúng ta nói tới năm 2022, rất là khó cho dù tâm lý của các bạn còn vẫn có vẫn cái máy này nữa đó. Về mặt lý thuyết, các bạn cũng không có muốn bấm cái nút bài các bạn ngay thời điểm mà đáng lý được các bạn nên thu mua thì các bạn lại cực kỳ sợ hãi và trở về năm 2021 lúc mà mọi thứ nó đang dâng cao các bạn thì lại rất là khó để cho chúng ta có thể bấm nút sell để mà chút lời các bạn cần phải rèn luyện theo từng chu kỳ để có thể là có tâm lý vững chắc hơn và có thể không bị FOMO khi mà giá tăng cao và không bị phết khi mà giá giảm mạnh FOMO và phết sẽ không bao giờ kết thúc nó sẽ luôn ở đây bên thị trường các bạn và nó sẽ không bao giờ biến mất khỏi thị trường này giống như con người sẽ không bao giờ ngừng có tình yêu và cảm xúc điều quan trọng là bạn nhận biết được mình phải hành động và quyết định như thế nào để mang lại kết quả bạn mong muốn đó là cái bài viết liên quan tới phết mà tôi muốn gửi đến các bạn tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong bài viết này chúng ta bây giờ hãy nói tới cái phần kế tiếp của video và trong phần này của video chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá demo mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra cách đây hơn 2 năm các bạn ở trên CoinGecko Thì cái demo này đã tạo ra thì các bạn có thể theo dõi được cái quá trình trung bình giá nó như thế nào Đây chỉ là một cái ví dụ mà thôi thuận lấy cái ví dụ chúng ta đầu tư vào Bitcoin và Ethereum mỗi tuần đó là chúng ta trung bình giá 100 đô thì kết quả như thế nào các bạn thì hiện bây giờ đó chúng ta nhìn thấy được là cái account demo này đang có lãi là gần 85% chúng ta đang gầm cái phần lãi này các bạn và chúng ta nhìn thấy được là cái account demo thì mỗi tuần 100 đô vào Ether 100 đô vào Bitcoin tuy là con số không có nhiều các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ account này đó cũng đang có cái giá trị là gần 50.000 đô trong đó đó chúng ta nhìn thấy được là 22.422 đô đã là đến từ cái phần lãi rồi và chúng ta trung bình giá 100 đô và bịt không 100 đô về Ether cái thời điểm mà lúc đó thôi nhớ là Bitcoin là khoảng 40.000 đô và Ether là hơn 3.500 đô chúng ta tiếp tục trung bình giá hàng tuần các bạn và sau đó giá giảm rất là mạnh à, vào cuối năm 2022 đó Bitcoin chỉ còn có 15.000 đô mà thôi nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì trung bình giá và cho đến năm ngoái đó khi mà giá về khoảng chừng 20.000 đô chúng ta đã có lời rồi chứ không cần phải chờ đến lúc mà giá về 40.000 đô hay là bây giờ đã cao hơn mức đó rồi các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái phần lời đó phần lớn là đến từ Bitcoin là 126% đáng tiếc Ethereum cũng có lời các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái mức giá mà chúng ta bắt đầu trung bình cho Ethereum đó, với mức giá bây giờ thì vẫn thấp hơn chúng ta nhìn thấy được là giá của Ether ngày hôm nay là khoảng chừng 2.600 đô trong khi mà chúng ta bắt đầu trung bình giá Ethereum nó lúc đó là cái giá cao hơn bây giờ nữa các bạn. Chúng ta bắt đầu trung bình giá Ethereum vào tháng 4 của năm 2022 lúc đó giá là 3.500 đô. Tuy là khi nhìn như vậy đó chúng ta nhìn thấy được là Ethereum không có tăng mạnh về Bitcoin trong vòng 2 năm qua thì cũng đúng các bạn Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là giá Ether hiện bây giờ vẫn thấp hơn là lúc chúng ta bắt đầu trung bình giá vào hồi tháng 4 của năm 2022 Lúc đó giá Ether là 3.514 đô Mà ngay bây giờ đây chúng ta vẫn đang có lời khi mà nói tới Ethereum là khoảng 43.5% Nhưng mà cái phần lợi tổng đó khi chúng ta lấy cả hai thì các bạn thì được phần lời là 85%. Một lần nữa, đây là cái phần lời cho tổng danh mục đầu tư, chứ không phải là một lệnh hay là một phần của danh mục đầu tư. Các bạn trung bình giá càng lâu đó thì cái số tiền các bạn trung bình giá càng nhiều và khi các bạn có lời đó thì cái phần lời đã áp dụng cho tổng số tiền các bạn trung bình giá. Cho nên khi mà tính cái đô la nó sẽ rất là nhiều các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là giá bây giờ đó thì trên căn bản chúng ta vẫn chưa có phá cái đỉnh hồi tháng 3. Bây giờ đó là khoảng 69.000 đô các bạn. Khi mà chúng ta tiếp tục tiến tới thì cái phần lời này nó sẽ tăng lên. Thì ngày hôm nay nó cũng như là mọi chủ nhật chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá Bitcoin và chung bình giá Ethereum Thì đối với Bitcoin đây hiện bây giờ thì refresh lại xem coi là bao nhiêu các bạn là khoảng 69 ba đô cho một Bitcoin ngay thời điểm tôi làm video này Thì ở cái mức 69.300 đô đó 100 đô chúng ta có thể mua được là 0.00144 Bitcoin mà thôi các bạn Các bạn thấy được là khi mà giá tăng thì cùng một số tiền chúng ta mua được ít Bitcoin hơn cho nên khi mà chung bình giá thì chung bình giá thời điểm tốt nhất đó chính là lúc mà giá giảm chứ không phải được là lúc giá tăng nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục trung bình giá thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bấm vào a transaction thì con chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho tuần này cho con các bạn chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với lại ethereum thì uh, để không refresh lại xem coi là ether giá là bao nhiêu thì ngay thời điểm làm video này đó giá ether đã lên tới 2.744 đô các bạn chúng ta bấm vào a transaction thì với mức 100 đô chúng ta trung bình giá được là 0.036 ether và cũng tương tự như là Bitcoin các bạn, khi mà các bạn chung mình giá Ethereum thì các bạn muốn chung mình giá những mức thấp chứ không phải là lúc mà giá tăng cao, chúng ta bấm vào add transaction thì coi như chúng ta cũng đã chung mình giá xong cho Bitcoin và Ethereum cho tuần này. Tuần sau chúng ta lại sẽ trở lại xem coi là cái danh mục đầu tư này đã đến đâu rồi các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhiều nhiều giá trị trong video này nhưng mình nào muốn tìm hiểu như đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, alix và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn Thank <laughs> you.